di đà phật a 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 di đà ừ cả cá trê trên đây, thùng kia bỏ cá chép, nhiều lắm, không mấy cụ cứ thả ra thôi chứ gỡ bỏ vô trong đây nè, còn cá chép tí bỏ cái thùng kia, đổ ra rùa ba Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta làm lễ phóng sanh nha mọi người nha. Đây làm lễ phóng sanh cho mọi người chia sẻ nha. Để mọi người thấy làm lễ phóng sanh nha. Hướng công đức thần sư. Thì hôm nay có gia đình sinh nhật của một Phật tử, họ muốn phát tâm thêm phóng sanh. Bỏ cái thầy bỏ cái chép vô trong cái thùng này đi hả? À, bỏ cái chép thùng này. Trê thôi bỏ được rồi. Trê bỏ vô cái sọt đó đó. Bỏ cái chép ra. Hôm nay mua cũng rất là nhiều cá. Thầy mua cũng rất là nhiều. Như là Phật. Đây này chê bỏ đây cũng được nè. À, để bà ba ra. Cụ để bà ba đây. Tí nữa. Chép tới 10 kg cá chép nè. Đây là hình như 15 kg cá chép. Cá chép rất là khỏe. Rồi thấy rồi, quay thấy rồi. Thôi lắm đi. Làm lễ. Đây đứng sau thầy nè, làm lễ nè. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 8. Đây nè thầy, mời hướng cho gia đình này phóng sanh. Đến mấy người cầu an. Đi cầu Yến ơi, yên cầm ra cho thầy. Thầy làm lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kim Sao Thầy Sư Di Đà Phật Minh Phật Thánh Minh. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 Đệ Tử Trung Môn Xuất Gia Cập Đại Gia Pháp Bồ Đề Tâm Đức Phật chúng sanh này về để phóng sanh thì cho chư vị bỏ thức xuất sanh quy tam bảo Pháp Bồ Đề Tâm niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc nước Phật A Di Đà Sư Môn Thành Phật. Đáng lẽ hôm nay các vị cá này phải bị cái nạn là bị người ta cắt đầu cào vảy chiên sầu nấu nướng rất là đau khổ. May thay các vị có nhân duyên lành với Phật pháp để chư vị đồng tu bỏ tình tài ra mua các vị về để phóng sanh. Giờ này các vị lắng lòng cho thanh tịnh để nghe chư tôn cùng đại chúng truyền tam quy cho chư vị giới hương định hương chỉ định hương giải thoát giải thoát chi kiên hương quang minh quang đài viên pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường bồ tát. Nam mô hương cúng dường bồ tát. Nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha ra.
như chi tiền tỷ biến sai tam thiên tánh không bắt đức lệ nhân thiên pháp giới quả thanh viên về tội tiêu thiên hỏa diệt hỏa hồng liên. Nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát. Phụ tử thị giả bát tông đức tỷ tại thiên thương thiên tại chúng sanh nghiệp cấu trần bị nhập tỳ lô hoa tại giới. Cả trong vô sư vô sư luôn thì bất tại thì nhiều cầu pháp thân cần bất nhiều cầu hạ tác từ kỷ tương từ người ngoại đạo được tạm trang. Sẽ không mọc như tác như xuân khi em bao nhiêu thành trình đồ đều bị đầu đầu và trung giới vô thượng của đấy thanh phàm bối hiện tổng thanh lương bồ tát từ đầu cam lộ thị năng minh nhất nhất những thập phương chi thiên hậu đệ tử bồ tát bất nhiêu thanh trần thầy A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà
Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cầm nước đuối hẳn á. Ra Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật A Di Đà Phật. Mấy cô mở mở đá nhé, mở cái lưỡi đá có chân cẳng nghe. Có cái đâu đâu mà ban tặng để ý chứ không rớt cái cọng xuống lại rớt chết. Bữa trước rớt con lên là chết á. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cái đâu hả? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chút nữa để bữa nào cứ đi thả luôn, thả luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thôi cái bộ tát quen đi nha. A Di Đà Phật. Cái đầu dài lắm á. Giống em bé đi. Em bé đi nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mày nấp vô chân thầy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn đi phòng sanh đẹp quá hay. Sanh đẹp ghê. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khỏi rửa mấy cụ khỏi rửa. Di Đà Phật. Rồi hồi hướng đi thầy. Thầy đọc tên cho mọi người chưa? Đọc tên chưa? A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thiên Giới Đại Từ Đại Bi Chúng Đạo Sư A Di Đà Phật Thiên Tòa Tam Đại Chúng Minh. Đệ tử chúng con bị đem trong nước không sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ diệu kiếp, cũng như hiện tại hữu hình và vô hình của tất cả đệ tử chúng con nên vai tiên nghe đều phát pháp bồ đề đem một báo thân đầy đồng sanh về cõi Cực Lạc. Đệ tử chúng con bị đem trong nước không sanh này hồi hướng cho Phật tử Lâm Trường Phi 24 tuổi, hôm nay là sinh nhật của Phật tử, cùng hồi hướng cho Phật tử Bình Thanh Liên, cùng Phật tử Nguyễn Thị Tuyết Linh, cùng Huỳnh Gia Bảo, cùng Huỳnh Gia Na, cùng Phật tử Ni Chi Vân, pháp danh Duy Huệ, cùng Phật tử Huỳnh Thiên Bửu 27 tuổi, cùng Huỳnh Thiên Đức 23 tuổi, cùng Phật tử Đặng Xuân Tám, cùng Phật tử Nguyễn Thị Toan, cùng Phật tử Đặng Ngọc Phương Nguyên, cùng Phật tử Đặng Ngọc Phương Tinh, cùng hồi hướng công đức phóng sanh này cho tất cả đệ tử chúng con, cùng hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương khắp pháp giới hưởng được công đức phóng sanh này, thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, quý vị tăng nghiêm xuân đa các khánh hạ bảo bình an thu tống tam tai đông nghiêm bắc quốc một hộ đắc A Di Đà thọ ký. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng công đức này cho ân sư Hòa Thượng Thượng Trịnh Hạ Thông, cùng hồi hướng công đức này cho Quỳnh Hải pháp danh Quảng Luận, cùng Hương Linh Văn Thúy Nga pháp danh Trúc Nguyệt, cùng Hương Linh Khoan Thị Thanh pháp danh Diệu Thanh Thượng Thọ 87 tuổi, cùng Hương Linh Hoàng Sơn pháp danh Trơn Thanh Hưởng Dương 54 tuổi, cùng Hương Linh Hoàng Phong Phủ Hưởng Thọ 60 tuổi, cùng Hương Linh Quang Quý Phu Hưởng Thọ 61 tuổi, cùng hồi hướng cho tất cả quý vị Hương Linh Vong Linh Âm Binh Cô Hồn Chiến Sĩ Cận Vong Đồng Bào Tử Nạn, Hương Linh Thai Nhi Vị Nghiệp Phá Thai Hữu Quyền Thất Tổ Thập Nhị Loại Cô Hồn Ngà Quỷ Hà Sa Hữu Vị Vô Danh Hữu Danh Vô Vị Nam Nữ Thương Vong Lai Đáo Phật Tiền Văn Kinh Thỉnh Pháp Tốc Xã Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Độ Bộ Nguyện Âm Siêu Dương Thổi Pháp Giữa Chúng Sanh Tình Giữ Vô Tình Đồng Sanh Cực Lạc.
đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cà phát lòng vô thường từ bi pháp. Xin nguyện chúng sanh có kinh tạng trí huệ như biển từ bi tăng. Xin nguyện chúng sanh ly đại chúng thân cả không ngại hướng về cam tăng ca đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh A Di Đà Phật mãn.